không? Đây đây à, đây à, đây nhà đây à. May con nãy thôi. Không biết chặt thảo có biết xuống đâu không? Đang nấu cơm à, đang nấu cơm à, nấu gì đây, tay cũng hát, pháo à, trời ơi đang đói bụng mà nhìn thấy cái cảnh này á, thì ruột gan nó nhảy tưng tưng rồi. Canh gì á? Canh cải mông á. Chào ông nhá, ông cứ ngồi đi. Cứ ngồi xuống, ngồi. Anh trưởng bản ơi, anh giới thiệu qua về ông làm sao? Ông Gia Sali. Ông này là 100 tuổi rồi. Chắc Thảo, ông vậy cho Thảo ngồi. Cho Thảo ngồi bên ông đi. Cho tình cảm nhé. Chân đau à? Sinh năm 20. Ừ. Ô, 1920. Bà nó mất nữa cái này khoảng 7 năm. Nhà bây giờ là bây giờ ở với ai? Bà nó, ông nó lại có một mình ở thì nhờ các cháu ngoại. Chung ông. Chứ không lấy theo bổ sung mà lấy một bà nữa. Bà ông này là không nên quá là nó không. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Không biết. Dạ, thì có một trời sông nó. Trăm lẻ tư. Nếu mà bây sinh năm 20 là 104 đó. Nhưng mà chắc cũng năm 23. Năm 23 là 100 tuổi đó. Đây. Năm 23 là 101. Đây là cái đơn bản này, nha. Đi đâu? Rau thôi, anh xót sáng rau nó vào. Cha thường đến thăm nha. Quà cho ông nha. Ít chịu nhiều nha. Cha là muốn nhiều con à? Chịu nhiều. Con chào đây này. Cha, cha ở đây cha là muốn nhiều con. Ít nhiều. Là muốn nhiều cho nó nè, là muốn tao là ít chịu. Ít chiều nó có vừa rau vừa món nó. Ôi chào đi, dùng. Ôi chào đi. Ôi chào cha, ôi chào sư. Ôi chào cha. Ôi chào cha. Có lấy lọt trầu nữa. Lấy thì có lấy lọt trầu nữa. Ê, hai lụt móng vậy nó không? Ôi chào các ân nhân. Nha, đây là quà của các ân nhân gửi cho ông đấy. Gửi. Con đấy mà con nhí hắn bị đơ. Vô đây con nào, vô đứng bên cho Thảo. Ông lại sang ở bà kia. Có mấy bên này lại cũng lấy chồng nhưng mà lại
ông chồng này không bình thường, ừ. Không bình thường, bây giờ là ông kia sơ, bỏ sơ. Bà này đi chứ ông sơ. Đứng 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 rồi à, bà này ừ. Là ông nhà trên kia chứ bây giờ là về ở đây à? Bây giờ là lúc mấy đứa con nhỏ không biết bà này là không biết đi nương rẫy thì nó cuối cùng phải đưa mấy đứa về cho ông bà nó nuôi, nuôi lớn rồi thì bà nó mất thì mấy đứa cháu nó phải nuôi lại ông bây giờ nuôi cả ông bây giờ nuôi cả bà này luôn, nuôi cả con. Tức là chồng này cũng không thật nên đi lung tung, đi lung tung. Bà này cũng không có nhanh, không vững lắm cho nên là không nuôi được con hả? Bà Ni phải làm cái chế độ bảo trợ xã hội cho bà. À đúng rồi. Mai còn được bảo trợ xã hội đó. Thôi cảm ơn anh trưởng bản rất là nhiều ngày hôm nay á. Anh đã giúp cho đoàn, thứ nhất là phát quà cho cả bản và thứ hai nữa là cũng đưa đoàn đi đến thăm các gia đình. Thì cảm ơn anh trưởng bản rất nhiều nhé. Anh trưởng bản có đôi lời. Cảm ơn các anh. Cũng rất quan tâm đến các hộ gia đình mà đặc biệt khó khăn. Hôm nay có quà giúp đỡ cho các hộ gia đình thì tôi đại diện như bà con nhân dân, đại diện cho các hộ gia đình mà khó khăn. Kính chúc các anh, các chị, như các sơ, các cha, các sơ một sức khỏe, hạnh phúc và lên đường gặp nhiều may mắn. Rồi. Cảm ơn anh trưởng bản tên gì nha, anh tên gì nha? Tên là Gia Phốn Lại. Gia Phốn Lại. Cảm ơn anh Gia Phốn Lại rất nhiều đã đồng hành cùng với đoàn buổi sáng ngày hôm nay nhé. Chúc anh nhiều sức khỏe để chăm sóc mọi sự cho bà con trong thôn bản của mình nhé. Hết lòng cảm ơn các nhân dân của Caritas Sinh Hóa đã hỗ trợ. Đây là cái căn nhà đây là căn nhà của ông Tô Lâm, căn nhà của Tô Lâm đây. Tức là những người nghèo thì mới nhận được cái nhà này. Tức là bà lo cho ông đó. Cha đói bụng lắm. Cha đang đói bụng lắm. Cho cha miếng cơm được không? Chị báo. Chị báo hai lù là không có biết được cái gì hết. Không biết tiếng Kinh nha. Đó, cha đói bụng, cha muốn xin một tí cơm để lót lòng nữa mà bà bảo là bà không biết mà chị báo. Này, lấy cơm nó vào cái bát đi. Chị báo này, chị báo cứ nói không biết là xong. Bà này chối khéo đó, vẫn là không biết tiếng là xong nha. Thôi, cha trêu tí thôi, để cơm cho gia đình ăn không có chết đói nha. Ôi trâu, ơi. Không, bà không biết rồi. Lấy thì chưa. Không, không lấy đâu. Lấy cơm. Lấy canh á, lấy canh. Thôi nói đùa thôi nhá, để cho gia đình ăn cơm không có lầy đói nhá. Khổ thật đấy, nhà cửa đây này chả có cái gì. Nhà đây nhà người nghèo mới được nhà Tô Lâm cho đó. Hết lòng cảm ơn cha Thảo nhá, cảm ơn cha Hổ nhá. Chúc các cha được nhiều sức khỏe để lại tiếp tục dấn thân phục vụ những người dân tộc Hơ Mông. Ăn cơm với. Thôi, không có ăn thì đi về đấy. Tung nhà lâu hoặc là tung nhà lâu.
chị. Đây. À. Ừ, tới đây được rồi, tôi hiểu không? Bye bye nhá. Ra đi lấy chồng mặt bây giờ chồng đang ở với con kia rồi. Đi nhá, đi nhá. Nhớ nhau mở tao về. Ừ, được rồi nhá. À, ở lại ăn cơm rồi về á. À, nước món cho về. Ừ. Tức là họ mời ở lại ăn cơm ở cá về đó. Ừ. Mình đâu có hiểu được đâu. Ừ. Thôi bây giờ đi bộ thôi. Không đi xe nữa. Bây giờ anh đi xe lên một mình nhé. Anh đi trước đi, cho anh ngắm ngồi xem. Chưa thôi, cái chân nó bại. Thôi hết lòng cảm ơn con nhân đã chung tay giúp sức với cả ta sành hóa trên hành trình yêu thương. Chúa chúc lành trả công bội hậu cho tất cả. Hôm nay mệt lắm thì đang ốm nữa. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.